preparing for conditions to get even worse. This morning. Nhiều nhà thương hiện tại ngày hôm nay họ sửa soạn cho về cái chuyện con việc này thiên. Cái tiếp đây nó càng ngày nó càng sẽ tệ thêm nữa ở trên nước Mỹ. Doctors are bracing for an onslaught of new COVID cases. We're averaging 2 to 3,000 deaths per day. Sửa soạn cho về cái chuyện con việc nó đang sẽ tăng lên trên nước Mỹ sắp tới rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì mỗi ngày có khoảng chừng 2 ngàn người chết về còn việc này thì ở trên nước Mỹ. Ông Dr. Fauci ông nói giống như trải qua cái trường hợp mà New Year Christmas hồi vừa qua thì chúng ta sẽ biết được trong vòng 1 2 biết được là số người nhiễm nó có như thế nào và nó bao nhiêu. Up take of cases which is always followed By and deaths, đa số thì ông nói mà vừa qua Tết rồi này nọ thì số người nhập viện nó sẽ nhiều thêm và số người chết bắt đầu nó càng ngày nó thấy nhiều đó. Trong vòng 2 tuần mới vừa qua những cái chỗ ở phi trường có khoảng chừng 14 triệu dân người đã đi lợi khi trên nước Mỹ càng ngày nó càng đông ở phi trường thêm nữa. Death toll surges higher. Like treading... ngay bây giờ số người chết ở US thì càng ngày nó càng tăng lên càng nhiều COVID 100... càng ngày đó nhà thương nó nhập vô càng nhiều rồi, rồi ở trong đó là đang cũng gặp vấn đề đó month, liên tục là nó đang tăng về con này thiên giống mỗi ngày mỗi nhiều California là đang nằm trong cái trường hợp mà thấy chuyện đó nó đang tăng lên càng cao In trưởng của bên đây thì ông nói cho biết á, chuyện xảy ra ở Los Angeles hiện tại như bây giờ thì những tiểu bang khác trên nước Mỹ có thể sẽ gặp chuyện đó rất là gần à, số người nhiễm càng tăng lên okay. LA, đây là ở bên LA đó ngay bây giờ máy trợ thở có nhưng mà bình trợ thở thì không có đủ và phải gắn làm sao cho nó tốt cho nó an toàn này kia đó ở mất công bị bất cứ cái chuyện gì nổ bình gas cho whatever cho nên à, lính đã tới để giúp đỡ cái chuyện này ngay bây giờ có nhiều cái nhà mồ ở bên Cali họ không có nhận thêm nữa tại vì số người quá đông rồi đây là chỗ Bay Area đó, cái nhà thương chỗ này có bốn mươi mấy người làm ở trong nhà thương chỗ đó đã test đã bị trúng coronavirus rồi. Và yeah, ngay bây giờ ở county chỗ này đó, họ cấm không có vô trong chỗ ngồi nghỉ đó, vô trong đó ngồi chung lại với nhau thì có thể dễ bị lây nhiễm cho nên họ ngừng là chuyện đó. Ở đây là gần ở bên Boston thì chỗ này họ set up cái nhà thương vậy đó lên để có gì để chứa người nhiễm bệnh kế tiếp. Ngày hôm nay là cái cái nhà thương chỗ này là mở lên rồi đó. Chỗ đó là cái chỗ chuyên môn cho về những người bị nhiễm Covid-19 vô chỗ đó ở ngay tiểu bang này. Đây là bên Florida mọi người nhìn thấy xe đậu một vàng đó là đang đứng xếp hàng để chích thuốc ngừa và xếp hàng vậy thấy không nhúng nhích luôn đó đứng tại chỗ luôn và đa số những người xếp hàng trên xe như vậy là những người senior những người trên 65 tuổi họ lại đây xếp hàng để chích thuốc ngừa <laughs> xếp hàng rất là lâu nhưng mà tới đó mà đóng cửa một phát để xếp hàng lâu như vậy mà bị như vậy là không được vui rồi The gates close at four, but vaccinations continue for everyone in line with an Và đây là cái số người xếp hàng rất là dài, càng ngày càng dài thêm nữa. Đây là ở Broward County, người ta xếp hàng rất là dài, dòng qua những cái dưới cái cầu này kia tùm lum hết trơn á. You're hỏi hai cặp vợ chồng này Are you ok giống như uh, ngồi đợi một tiếng đồng hồ để chích thuốc ngừa này kia vậy có sao không thì ông đó ông trả lời bây giờ biết làm sao vậy giống như bắt ngồi đợi thì phải ngồi đợi thôi câu <laughs> việc hiện tại như bây giờ đó thì đang ngồi ở nhà thôi cũng không có làm gì nhiều thôi lại đây ngồi xếp hàng để chích thuốc ngừa though... ở đây á, là book appointment á, là phải cái đó là cần phải làm vậy book thì mới được chích thuốc ngừa đó Not everyone was successful. We, live actually in the ravage. Và nói không có phải ai cũng đều được successful lại đây chết tốt người này kia đâu đó giống như ông này cũng ở Ravage. The, 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 website is down, so there is no option there. Now, thành phố Braveby bên đó website nó bị hư rồi. is also down, cái chỗ mà chích thuốc ngừa đó thì họ đưa lên rồi xuống rồi tầm lum mấy chân đó cho nên nhiều người họ lo ngại cho nên họ chạy lại xếp hàng luôn đó. Đài oh, hỏi các bà này cái nghĩa mà ngày hôm nay được chích thuốc ngừa nghĩa là gì đối với bà? Thì bà nói là đó là tất cả những gì bà đang cần đó. Uh, bả nói giống như nếu bả không chích ngừa này kia với tỷ như bả mà bị trúng uh, COVID-19 thì có lẽ là chết đó. CDC updated its vaccination picture Sunday. The agency now reports more than 4 million people have received shots, still well below projection. Và dạ, hiện tại bây giờ theo CDC họ báo cho biết là có khoảng chừng 4.2 à, miêu dành người đã được chích thuốc ngừa của COVID-19. Tính ra là vẫn còn thấp hơn là những gì của chính phủ họ nói năm rồi. The goal of 100 in the... Và đây là ông Dr Fauci ông vẫn kêu mọi người giống như ủng hộ tiếp tục để mà về tiếp thúc ngừa. First 100 days is a realistic goal. We can do 1 million people per day. Và theo của ông Joe À, thì ông nói cho biết đó, là khi mà ông trở lên làm tổng thống 100 ngày thôi thì ông sẽ mỗi ngày chích khoảng chừng một miêu dành người đó thì ông <laughs> ông uh, Dr. Fauci kêu nói yes có thể làm được chuyện đó nếu mà tất cả mọi người chúng ta uh, chịu để mà chích thuốc ngừa thì chúng ta sẽ có uh, chích được như vậy Dr. Fauci said in the first three days of the new year, 1.5 million people have been vaccinated. Trong vòng mới có 3 ngày Tết mới vừa qua thôi đó, thì có là 1.5 dành người đã chích thuốc ngừa rồi đó. Or about a half a day. Tính ra mỗi ngày là khoảng chừng nửa dành người đã chích thuốc ngừa. Houston, just opening its first Đây là ở Houston à, mới mở ra đó để chích thuốc ngừa đó, người ta đông vậy đó. Cái đó là vào bữa thứ Bảy mới vừa qua, đông nghẹt ở Houston đó ông nói ông là người bị ung thư mà hết bệnh này kia thì tới ngày hôm nay được chích thuốc ngừa thì nói chung là rất là mừng về chuyện này. Cái chỗ này đó, họ nói cho biết là họ có khoảng chừng 1.000 người đã chích thuốc ngừa trong một ngày đó. Đây là ông thị trưởng ở Houston, ông nói chúng ta sẽ set up thêm nhiều cái chỗ chích thuốc ngừa nữa. Và uh, really dạ, chúng ta phải làm thêm nhiều nữa thì mình uh, mới uh, được nhiều người chết thêm, mở rất là nhiều cái thêm. As waits continue to mushroom from Texas to Tennessee and... Tại bây giờ giống như người ta đang đợi càng ngày càng nhiều đó. Uh, đứng giống như nắm và dài từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng vậy hết. Texas cho tới Tennessee, Florida cũng đông nghẹt. We're one in five residents, 65 or older. Ở bên Florida đó, đó là cái chỗ mà nhiều người già nhất ở trên nước Mỹ. Cái chỗ mà người ta già rồi ta đi nghỉ vacation hoặc ở bên đó luôn đó. Và tại bên Florida nó ấm, nó không có lạnh này kia. Cho nên ở bên đó nó tiện lợi cho những người già. Cho nên bên Florida rất là nhiều người già ở bên đó ông này đó là ổng là lớn tuổi ổng có thể bị lây nhiễm này kia tính ra ổng là cái loại high risk dễ lây nhiễm đã một gần một năm trời rồi ổng chưa gặp mặt con cái của ổng tại vì thì sợ gặp con cái rồi lây nhiễm qua đó cho nên con cái ổng cũng kêu đừng gặp mặt cho nên ổng nói giống nhung nhớ con cái ông lắm đối với ổng chích thuốc người này rất là quan trọng để có gì ổng gặp con cái của ổng